Thôi, mặt bánh này của em không có em. Không, thả bánh. Ôi, đang thử thử. Sao thấy hù lắm à? Bà làm gì mà quay sát cái mặt luôn vậy? Qua đây nữa. Cái bà Út mày, bà Út khùng. Tự nhiên có quay cái mặt này, cái quần đen thù luôn. Làm cái gì đờ nào mà tối được. Mình nó hôm ngày ở chợ á, bố mày ông Út mày đốt cái mày ầm ầm. Xạo. Giờ ông biết cái thằng năng không vậy? Biết. Ở đây em trâu có bán không? Hả? Ông. Không. Đâu mới có bán? Sài Gòn. Kia cô Năm em mua cho mày. Bởi vì ông có lục hết chợ cho ông biết ở đây không bán. Hay không? Nhớ không thèo nhớ không ai có bán nhớ không? Nhớ ơi. Nhớ không? Ừm. Sáu ai, đấy vậy, hết mỗi hai ngon, sáu ai. Này coi, vô. Không đợi. Vô. Ê.